Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 1,8 triệu token có ký hiệu là Kusa. Thì chương trình này góp này nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 7 và kết thúc vào ngày 15 tháng 8 các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở tài khoản Start. Sau khi bấm Start xong thì các bạn bấm join vào kênh group, các bạn bấm chat nha các bạn. Rồi bạn đưa cấp cha nè. Vì mình đã có làm cái video rồi nên nó bị lỗi các bạn. Mặc mình đã chatbot rồi, mình đã hướng dẫn lại cho các bạn nha các bạn. Rồi sau khi bạn đưa cấp cha xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Bạn join sao bạn match up đây nè. Rồi bạn follow fanpage Twitter của nó nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào một submit detail nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit detail xong thì các bạn đưa cấp cha cái nữa nè. Rồi các bạn gửi lên đường link profile link tại Twitter của mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ dưới pin bi sẽ mang trên bet 20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm sao tiết để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 1,8 triệu token Kusa nè. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 1,8 triệu token Kusa đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.